như cái kia vẫn cắm nguồn đấy. Từ đây ra âm ly đúng không? Ờ, ra âm ly, ra đây hạt tín hiệu ra âm ly đúng không? Ra sập ra tai nghe đầy đủ. Có hai cửa ra âm ly. Ba cửa ra luôn. Ba đường ra. Một đường vào Kim Sơn. Đường vào đường trước kìa. Đường vào đường đây chứ. Không, đường vào đường trước. Ví dụ cắm đầu đĩa vào qua đầu đĩa. Sao lại đầu đĩa vào? Vào nghĩa là để làm nó làm âm ly. Vâng. Thì đấy, lỗ đây này. Đầu nào cũng là lỗ AUX đây. Đây 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 đây. Còn đôi USB đây. Cắm đầu đĩa khác xuống đây luôn anh Sơn. Ừ. Cắm đầu đĩa xong cùng tiếp đây, đây là ba đầu ra cả gì? Ba đầu ra cả. Chú thích dây vào anh cho chú một sợi dây vào. Dây vào thì anh sợi đấy. Đó là dây nguồn đây cho chú cái dây. Dây vào. Đây ví dụ dây này nhá. Không, em lấy cái dây đấy dây. Ví dụ cách vào ấy. Đây là tín hiệu 3.5 đúng không? Dạ. Đấy, cắm vào đây. Con đầu kia AV. Là mà chú dần đi đâu? Bình thường là chú dùng AV. Đấy. Đấy. Còn lại dây này, dây bãi ngon đây, đừng đùa. Dây bãi đây. Dây bãi Nhật đây, ngon đây. Đó là dây bãi của Nhật, nó như thế đấy. Dạ. Dây dây quê quê. Không, dây quê quê là ở đây này, cả rổ đây này. Còn rổ luôn. Không vào đây được anh Sơn. Không, được 6 là được ra. Không vào thằng máy tính vào hắn được à? Máy tính đang trước đây còn gì? Không, thằng máy tính là máy tính cây mà qua hắn để cắm lên đây. Phản nhạc từ máy tính vào cái này gì? Từ cây máy tính á. Cây máy tính thì phải hai đầu giống nhau chứ. Phải dùng hai đầu dây giống. Không. Từ trước, nhưng mà phải dùng cái dây hai đầu giống nhau. Dây hai đầu giống nhau. Đúng rồi. Đó là gọi là dây 3.5, hai đầu giống nhau. Chứ cắm một cái đầu máy tính, cái đây ra hắn được không? Đây bảo máy một đầu máy tính là nó dùng dây 3.5 thì mình phải dùng dây hai đầu giống nhau. Chứ không phải đằng sau anh Sơn. Không. Đằng sau thì đường ra thôi gì. Đằng sau ba đường ra. Đây chế điều khiển. Quay lên cho bà con cô bác xem. Con này đúng size 38. Đánh loa 25 này thì này là ngon rồi. Loa này loa 25 mà hai bên hông và hai một bán 16 một chép đây nữa. Con này ba đường tiếng luôn, đánh căng đét. Bạt 25 này. 25 rồi đó. 25 hai bên đây này. Mấy khi mình nghe hết. Ờ. Thế được đâu. Nhẹ tầm gió thôi, làm sao nghe hết được tầng bát 25 đi Sơn. Thì khi đã lên phun và phun cái mạch V6 là nó công suất nó đạt được. Nó phải có cái mạch qua bộ hộp. Nói chung là đẹp nha, cơ nhau đó. Nói chung là 9 tầng 10. Đây là phong cách không loa, đánh loa ngoài. Có xuất sắc rồi. Thằng này là thằng V6 không loa. Thằng này là thằng có loa, bản có loa. Thằng bản này bản giả loa. Bạn có loa nhưng mà anh cũng đẹp ngang cơ nhau anh Sơn. Nhưng mà anh đóng cái gỗ lên là nổi nhờ. Ừ. Quan trọng là nổi chứ. Mà đang bạn có loa cái nổi à. Mà bạn không loa anh nổi. Tại vì có cái hàng ma đen nổi. Nhưng mà đánh đôi loa này là mình chưa hai cái gỗ đây là xấu anh Sơn không? Ừ. Đánh chỉnh bát chép vào đây này. Ấn thẳng đây này. Audio control này. Vân vân tay đây được này. Bát này. Chép này. Rồi. À. Headcap là thoát ra ngoài này. Bluetooth các kiểu này. Nhưng mà tóm lại con này. Con này đánh Next. Next. Mít không có anh. Bọn Toyota này nó không có giải mít như bọn V6. Bọn giải V6 là 3 giải. V6 3 giải. Bên thằng V6 hơn thằng Toyota một. Đúng rồi. Nhưng mà nghe hay gì. Còn đánh 325, đánh càng 325 gì nữa. Chọn tiếng. Anh làm đánh chọn tiếng là được. Khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã đi. Cái đầu gì đâu, đầu mới này. Đầu của khách, đang làm vỏ cho khách. Mới nhận xong. Có đĩa, không có đĩa đúng không? Có đĩa, nhưng con ấy là mặt lật. Khi nguồn vào là nó lật cái mặt ra. À, lật mặt xuống. Ừ, lật mặt ra để nó lòi đi. Rồi đấy, V5 đẹp đi Sơn à. Đôi nhỏ để ghép thành một thanh bộ. Rồi đây ghép V5 quá tuyệt vời này. Ghép nhỏ thanh bộ thôi. Con này màng nó dần. Con này thiên về bát đấy. Còn ở trên là chép. Đôi này cũng tầm tiền nó dễ chơi.